Thưa quý vị và các bạn, việc chấp hành tín hiệu giao thông không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân mà thể hiện văn hóa giao thông của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, bất chấp nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đây là hình ảnh ghi nhận được tại ngã tư đường Trần Phú, Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Rạch Giá. Chỉ trong vòng vài phút, hàng loạt phương tiện bất chấp tín hiệu đèn đỏ, ngang nhiên điều khiển phương tiện chạy qua nút giao thông. Tình trạng xe máy vượt đèn đỏ, đặc biệt là các trường hợp rẽ phải khi đèn đỏ diễn ra phổ biến. Nhiều người điều khiển phương tiện không đủ kiên nhẫn đã tranh thủ lúc đường vắng, không có cảnh sát giao thông để vượt đèn đỏ. Nói chung ra thì khi mình đèn đỏ thì không có vượt, nhưng mà cái khi mình ôm cua mình thấy là thường là đèn đỏ được rẽ phải đó. Thì mình rẽ thấy rẽ cho tiện, nhưng mà mặc dù là mình không có bản thì coi như mình quẹo là mình sai. Thì đó mình phải chịu. Trước thực trạng đó, Công an thành phố Rạch Giá thường xuyên thực hiện kế hoạch chuyên đề về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện tham gia giao thông không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Qua đó, các lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tín hiệu đèn giao thông vào các giờ cao điểm, nhất là thời điểm học sinh đến trường học tập trực tiếp, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao. Đội cảnh sát giao thông làm tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố Rạch Giá xây dựng kế hoạch làm chuyên đề đèn đỏ để xử lý nghiêm các trường hợp này. Tại vì khi mà vượt đèn đỏ đó là một nguy cơ tiềm ẩn để là gây ra tai nạn giao thông. Theo Nghị định 123 ngày 1 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều của Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Trong đó quy định mức xử phạt tiền đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng, từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Sẽ phân công 2 tổ ngày và 2 tổ đêm. Để là ban ngày thì mỗi tuần đó chúng tôi làm từ 2 đến 3 buổi, 3 ngày là làm chuyên đề đường đỏ. Còn lại là chúng tôi tuần tra thường xuyên khép kín địa bàn. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, việc chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, nhất là tín hiệu đèn đỏ, là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông, vì sự an toàn tính mạng cho bản thân và mọi người.